lượng đặc biệt là người lính tiên phong. Lực lượng đặc biệt là người lính tiên phong. Mật thu dấu phong uy muôn trùng, đường Trường Sơn núi cao chập trùng, đoàn quân tiến lên. Lực lượng đặc biệt là người lính kiêu hùng. Lực lượng đặc biệt là người lính tận trung. Diệt công nô vẫn luôn đi đầu, cùng toàn dân đánh tan công cầu, Việt Nam bên lâu. Đi lên đoàn quân reo, lòng hân căm vẫn đêm ngày vang vọng. Cho muôn ngàn đời sau, nhà Việt Nam vẫn anh hùng vang vọng. Đi lên nào đi lên, hồn hương thiêng trao cùng người chiến sĩ. Hãy cứu lấy nước Nam, vì tự do, vì tổ quốc trong vẫn thăng tàn. Lực lượng đặc biệt là người lính biên phòng. Lực lượng đặc biệt là người lính tiên phong. Mật thu dấu phong uy muôn trùng, đường Trường Sơn núi cao chập trùng, đoàn quân tiến lên. Lực lượng đặc biệt là người lính kiêu hùng. Lực lượng đặc biệt là người lính tận trung. Diệt công nô vẫn luôn đi đầu, cùng toàn dân đánh tan công cầu, Việt Nam bê lơ. Kính thưa quý vị, để tưởng niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 2023, chúng tôi rất có vinh hạnh được đón tiếp Trung úy Nguyễn Đức Tiến và Thiếu tá Nhan Hữu Hậu. Chào tay. Dạ, xin kính chào thiếu úy và thiếu tá và trung úy. Xin thiếu tá Nhan Hữu Hậu cho một chút khái quát về lực lượng đặc biệt được không ạ? Vâng. Thứ nhất, tôi xin nói về tiền thân của lực lượng đặc biệt. Lực lượng đặc biệt, nói về cái tiền thân đó, thì năm 1957 thì có một số sĩ quan và hạ sĩ quan được kêu gọi về trình diện tổng tham mưu. Và sau đó người ta cho đi học nhảy dù và truyền tin. Với sự trợ giúp của phái bộ cố vấn viện trợ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì cái toán cố vấn này đó là ông Đại tá Roger. Thành lập song song đó, sau khi mà học nhảy dù và truyền tin rồi đó, thì cái số người này nó rất là nhỏ, chừng khoảng 3 đến 40 người, thì được gửi đi học biệt đồng đội tại Nha Trang. Và trong thời gian học đó thì nó có sở sở liên lạc của phủ tổng thống. Người mà chánh sở liên lạc phủ tổng thống là trung tá Lê Quang Tung, và phó sở liên lạc là thiếu tá Trần Khắc Kính. Thì ông đã phụ trách huấn luyện và hướng dẫn để cho 15 toán biệt kích nhảy dù này đó, nó có nhảy dù qua bên Lào, Cao Miên hoặc là Thái Lan với nhiệm vụ là thám sát, lấy tin tức và phá hoại những cái cầu theo lệnh của thượng cấp, và tất cả những cái gì mà được chỉ thị là toán 15 toán biệt kích này
được lấy ra. Thì lúc đầu 15 tối miệt kích này nó lấy cái ám hiệu là Raju, sau đổi lại thành Typhon, sau nữa đổi lại thành là Lôi Vũ. Do đó mà đại thiếu tá Trần Cao Kính lấy một cái duy nhất là cuối cùng là chiến dịch hành quân Lôi Vũ, là có nghĩa là đi đâu thì ông cũng nói là tôi chỉ huy trưởng hành quân Lôi Vũ, thì người ta biết thôi vậy đó. Chứ còn xin lỗi, rất là nhiều cái ám số mà có lẽ 60 mấy năm rồi tôi cũng không nhớ rõ. Thứ nhất, sau cái 15 tối biệt kích nhảy dù rồi thì họ bắt đầu làm việc. Thì cái đường bay của họ đó, 15 toán này đó, chúng tôi là người có đi rồi, thành ra tôi biết, bay qua Thái Lan trước, trời tối rồi đi về ngang trên con đường về mà mục tiêu, thì mình thả. Rồi cái thả này đó, sau này đó, kể cả cứ 15 ngày là chúng tôi được phi cơ đã thả dù tiếp tế. Đồ tươi có, đồ ăn khô có, nó như vậy thôi. Cho đến năm 1962, cái chiến dịch này nó không được thành công, là vì lệnh của ở thượng cấp là khi mà cái đường con số 17 của Quảng Trị đó, chúng tôi thụt lui về phía sau 10 cây số bảo vệ cho tiểu đoàn 10 công binh để họ đào cái sổ đó. Thì cái, xin lỗi tôi phải nhắc lại cái chuyện này, ông cố vấn Ngô Đình Nhu á, ông nói mình quýnh ông giặc á, phải quýnh người ta ở ngoài nước của mình, chứ không phải đợi cho nó nhập vô rồi mình mới đánh. Do đó mình mới có 15 toán biệt kích này. Dạ. Rồi cái chuyện mà giống như mà chúng tôi mà thụt lui về Quảng Trị, mà thụt lui về phía sau 10 cây số và công binh nó đào đường hầm từ bên đông qua phía bên tây, từ Quảng Trị mà đi qua bên phía Chibon Lào, chúng tôi cũng phải làm. Cái lệnh đó là làm, nhưng mà chúng tôi là không biết. Thì sau này thì mới biết là cái đó để làm kho vũ khí đạn dược, để mà khi mà bên Hà Nội nó tấn công nó thì mình có cái phương tiện để mình làm với nó. Đó là theo lệnh của ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Mà trong sách vở thì nó không có đâu, quý vị. Tiếp theo cái 15 toán Lôi Vũ đó thì chúng tôi được lệnh là yểm trợ cho hai đại đội biệt kích nhảy dù. Hai đại đội này chú ở trên đó lấy từ ở những người Thái Trắng là một đại đội, và những người Nùng và Hờ Mông một đại đội, đó lấy là đại đội 1 và đại đội 2 biệt kích nhảy dù, có nhiệm vụ yểm trợ và ứng cứu cho các toán Lôi Vũ bên Lào và Cao Miên. Thì hai đại đội này vừa làm xong đó thì chúng tôi đưa về cái trại Hồ Ngọc Tảo mật huấn luyện cho hai đại đội này. Và đến đây tháng 2 năm 1962 thì chúng tôi được lệnh là lấy từ ở sư đoàn nhảy dù và trung lục chiến cũng như biệt động quân để thành lập hai đại đội nữa. Thành ra bên lực lượng đặc biệt, mặc dù chưa có hình thành là cái sư đoàn, thành ra chúng tôi có 4 đại đội để tiếp ứng cho 15 toán đó, 15 toán mà hành quân Lôi Vũ của thiếu tá Trần Khắc Kính. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều thiếu tá Nhan Hữu Hậu. Dạ vâng, theo như xin thiếu tá có thể nói thêm về như là
Liên đoàn 77, Liên đoàn 30-31 hoặc là một chút về Bộ Tư lệnh và Đại đội Tổng hành chính, vân vân. Vâng. Năm 1962, khoảng tháng 4, thì cái Liên đoàn 77 đó, nằm ở trại Hùng Vương đó, là được di chuyển về Nha Trang, cũng như Liên đoàn 31 cũng phải di chuyển về Nha Trang. Hai đại đội này sáp nhập lại thì trong tương lai để thành lập lực lượng đặc biệt. Dạ, thì tôi nói và cái này nó thống thuộc của Bộ Quốc phòng chứ không còn có phủ tổng thống nữa. Và ra Nha Trang đó, thì ngày tháng tư năm 1963, thì chỉ thị của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho thành lập lực lượng đặc biệt kể từ ngày 15 tháng 3 năm 1963. Và cái Bộ Tư lệnh đó thì nó có một cái Bộ Tư lệnh nè, một cái đại đội tổng hành dinh, một cái trung tâm huấn luyện và bốn chỉ huy quân khu. Mỗi một quân khu nó ám danh thành ám số nó thành mỗi một C. Trước đây là trước đó thì là đặt là chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt vùng 1, vùng 2, vùng 3 và vùng 4. Nay cải danh lại thành C trưởng C1, C trưởng C2, C3 và C4. Và mỗi một C á, nó có 3 hoặc là 4 B. Mỗi một B coi như là mình kêu là khu vực trưởng á, mỗi một B đó nó có 5 hoặc là 6 cái trại. Mà cái trại này đó khi mà chúng tôi đến á, thì chúng tôi có 12 người. Bên phía Hoa Kỳ có 12. Thì đến là chúng tôi huấn luyện và hướng dẫn là cấp phát vũ khí đạn dược cho họ. Đó là những người chúng tiêu dân sự chiến đấu. Yeah. Nó kêu bằng civilian, irregular và defense group. Nó kêu như vậy. Mà về cái tiền bạc vậy đó thì do bên phía Hoa Kỳ đại thọ hết. Dạ. Yeah. Đó thì tôi nói như thế này cho tới cái Bộ Tư lệnh lược đặc biệt nó có một cái là trung tâm huấn luyện thì nó hơn người ta cái chỗ là chúng tôi có những cái mà những cái trụ mà mình học về Ranger, chúng tôi đeo cái dây đai rồi chúng tôi nhảy xuống. Và chúng tôi có cái chỗ trung tâm huấn luyện nhai dù ở đó. Đôi khi mà những người Hoa Kỳ, họ Mỹ họ mới vừa qua, họ chưa có học cái đó, thì người Mỹ họ cũng học cái đó. Cho tới khi mà Đại tá Gilbert Layton là liên đoàn trưởng liên đoàn 5 của lực lượng đặc biệt mà qua thì hợp tác đó, thì ông ta đã nắm rõ những cái việc này. Trên từ miền Bắc của 17 cho xuống tới Cà Mau, chúng tôi có 56 cái trại lực lượng đặc biệt của dân sự chiến đấu. Nó kêu là CIDG. Yeah. Thì cái chương trình này thì do ông Layton, ông kế toán của ông, liên đoàn của ông đại thọ hết. Và tôi nghĩ rằng cái phần của tôi đó, tôi không có nói về tiểu đoàn 91. Nếu mà anh Tiến anh nói thêm dùm cho tôi. Let's go.
lượng đặc biệt là người lính tiên phong. Lực lượng đặc biệt là người lính tiên phong. Mật phù dấu phong uy muôn trùng, đường Trường Sơn núi cao chập trùng, đoàn quân tiến lên. Lực lượng đặc biệt là người lính kiêu hùng. Lực lượng đặc biệt là người lính tận trung. Diệt công nô vẫn luôn đi đầu, cùng toàn dân đánh tan công cầu, Việt Nam bên lâu. Đi lên đoàn quân reo, lòng hân thắng vẫn đêm ngày vang vọng. Cho muôn ngàn người lính kiêu hùng. Lực lượng đặc biệt là người lính tận trung. Diệt công nô vẫn luôn đi đầu, cùng toàn dân đánh tan công cầu. Tôi cùng Đông Hà ngày nào di tản đi, ta em trở về đất quán còn đây. Ơi, toàn dân ơi, chúng ta lên đi nữa phản công. Ôi bồng sơn đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đền reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiến, đánh thắng quân cầm lâm cờ. Quyết thắng cùng sóng lên đập nát quân thù đó, ta hiên ngang thể quyết chiến xâm lăng. Anh em tiến lên phục thù, quân ta từ tám hương mai đây là thanh bình về quê nhà. Tôi cùng Đông Hà ngày nào di tản đi, ta em trở về đất quán còn đây. Ơi toàn dân ơi, toàn dân ơi, ta lên đi nữa phản công. Ôi bồng sơn đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đền reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiến, đánh thắng quân công lâm cờ. Đông Hà ngày nào di tản đi, ta em trở về đất quán còn đây. Ơi toàn dân ơi, toàn dân ơi, chúng ta lên đi nữa phản công. Ôi bồng sơn đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đền reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiến, đánh thắng quân cầm lâm cờ. Quyết thắng cùng sóng lên đập nát quân thù đó, ta hiên ngang thể quyết chiến xâm lăng. Anh em tiến lên phục thù, quân ta từ tám hương mai đây là thanh bình về quê nhà. Tôi cùng Đông Hà ngày nào di tản đi, ta em trở về đất quán còn đây. Ơi toàn dân ơi, toàn dân ơi, ta lên đi nữa phản công. Ôi bồng sơn đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đêm reo mừng. Đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng biến, đánh thắng